Chào quý vị và các bạn. Mời các bạn tham khảo kết quả quét thử sổ số Đài miền Nam hôm nay, Chủ nhật ngày 3 tháng 1 năm 2021. Sổ số miền Nam hôm nay có các đài Tiền Giang, Kiên Giang và đài Đà Lạt. Chúc quý vị và các bạn gặp nhiều may mắn. Kết quả quét thử sổ số miền Nam: giải 8 đài Tiền Giang 3-6, đài Kiên Giang 3-4, đài Đà Lạt 5-0, giải 7 đài Tiền Giang 397, đài Kiên Giang 479, đài Đà Lạt 337. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hãy ủng hộ cho kênh một like và một đăng ký kênh. Xin cảm ơn các bạn.